Thì vào những cái ngày mà các bạn ngán thịt, ngán cá thì mình có thể làm món kho quẹt này mình ăn các bạn ha. Kho quẹt mà chấm với lại rau luộc nữa thì tuyệt vời luôn. Và đây chính là chén kho quẹt của chúng ta nè các bạn. Và khi các bạn ăn rau luộc nè, chấm lại cái thêm một miếng kho quẹt nữa. Có tép mỡ nè, có tôm khô nè. Nhìn ngon ghê không? Và đặc biệt là cái tép mỡ này khi các bạn ăn nó vẫn còn giữ được cái độ giòn ha. Đó, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái bí quyết làm sao để mà khi mà các bạn làm món kho quẹt á, tép mỡ ăn nó vẫn còn giòn, ngon như thế này. Rồi, và hôm nay các bạn hãy cùng vào bếp với Cửu Cúc Kích và thực hiện món kho quẹt này các bạn nha. Rồi, vậy bây giờ để làm cái món kho quẹt á, thì các bạn cần những nguyên liệu là mình cần mỡ ha các bạn ha. Mình dùng mỡ nó sẽ ngon hơn là dùng dầu ăn. Và cái mỡ thì mình sẽ có luôn cái phần tép mỡ dưới này. Mỡ thì các bạn mua mỡ tươi về á, mình thắng ra thì sẽ được cái phần mỡ hũ như thế này ha. Rồi tôm khô nè, mình dùng khoảng một muỗng canh tôm khô, 5 tép tỏi, một củ hành tím, nước mắm ngon, ớt khô, tiêu. Đường thì các bạn có thể dùng đường cát cũng được hoặc là đường phèn cũng được, nhưng mà hôm nay mình dùng cái đường thốt nốt ha, để cho cái mùi thơm và cái vị ngọt nó thanh, món ăn mình nó ngon hơn. Rồi hạt nêm, đây hạt nêm. Về cái phần rau ăn kèm món kho quẹt thì có rất nhiều loại rau các bạn có thể lựa chọn, ví dụ như hôm nay là mình dùng là đậu bắp, bầu và cái bắp cải này ha, thêm vài cọng hành lá nữa đây cho nó thơm. Rồi về cái tôm khô này thì đầu tiên các bạn phải ngâm ra cho mình nha, ngâm khoảng 10 phút 15 phút gì đó cho nó nhả bớt mặn và nó mềm tôm khô ra. Rồi bây giờ mình đi sơ chế cái phần rau củ ha. Thì với cái phần đậu bắp này thì thường là mình cắt cái phần đầu ở dưới nè, cái phần này mình gọt một chút ha các bạn ha. Đó, gọt một chút như thế này, gọt vào đây. Rau củ thì mình rửa với nước muối loãng là được rồi các bạn ha. Mình rửa cho nó sạch với nước muối rồi thì giờ mình cắt khoanh nó đi. Và làm kho quẹt á, thì mình nên dùng cái chảo chống dính hoặc là các bạn có nồi đất thì các bạn dùng cái nồi đất cũng được. Rồi bây giờ các bạn múc cái phần mỡ này các bạn cho vào. Mình sẽ múc luôn cái phần tép mỡ ha các bạn ha. Mình cho vào đây để mình làm nóng cái phần mỡ này. Mỡ tươi các bạn mua về thì các bạn cắt hạt lựu ha. Hạt lựu nhỏ nhỏ như thế này nè. Xong rồi các bạn bắt lên nồi các bạn nấu thôi. Nấu đến khi nào mà cái mỡ này nó teo lại hết là được ha. Thì lúc đó mình sẽ thu được cái phần mỡ này. Rồi bây giờ các bạn bật lửa lên ha. Khi mà các bạn thấy cái phần mỡ chúng ta nó trắng lên rồi, lúc nãy lúc đầu vào các bạn cho thấy nó trong đúng không, bây giờ nó trắng rồi nè, tức là nó đã giòn rồi. Thì bây giờ mình sẽ vớt ra ha. Mình vớt ra đến khi nào mà mình làm kho quẹt xong đó các bạn ha, mình thả vào thì như vậy thì mình sẽ ăn cái tép mỡ này ăn nó giòn giòn, nó ngon hơn, nó mặn mặn nữa. Các bạn có thể chuẩn bị một cái tờ giấy thấm dầu, mình cho cái phần tép mỡ vào. Rồi sau khi mà các bạn vớt cái phần mỡ ra rồi thì mình sẽ cho đường vào. Thì lúc này là mình tắt lửa rồi nha các bạn. Tại vì lúc này cái dầu rất nóng, mình cho đường vào nó dễ bị cháy ha. Mình cho là 2 muỗng canh đường nha, 2 muỗng canh đường thốt nốt. Mình nấu cho cái đường này nó chảy ra ha các bạn ha, và nó ra cái màu vàng giống như cái màu caramel á. Thì lúc đó mình sẽ cho cái phần hành tím và tỏi băm vào, như vậy thì nó sẽ rất là thơm. Khi cái phần đường chúng ta nó vào nó vàng rồi nè các bạn ha, nó chuyển sang cái màu caramel rồi đó, hơi vàng vàng rồi đó, thì mình sẽ cho cái phần hành tím và tỏi băm vào nha. Các bạn đảo nha, cho cái phần hành tím và tỏi băm này nó vàng, mình sẽ cho nước mắm vào. Rồi bây giờ mình sẽ cho nước mắm vào. Các bạn khuấy cho đường nó tan đi. Lúc này là cái nồi kho quẹt mình nó rất là thơm luôn nè. Rồi lúc này các bạn cho mình là một thìa cà phê hạt nêm nha. Tiêu thì mình cho là một thìa cà phê tiêu. Rồi ớt khô, ớt khô thì mình cho là một thìa cà phê luôn. Nhiều quá thì nó sẽ rất là cay ha. Thơm lắm luôn các bạn ơi. Và cái kho quẹt này các bạn thấy không? Nó sẽ sánh như thế này nè. Đó, nó sẽ sánh như thế này. Chứ nó không có lỏng ha. Mình chấm với lại rau củ ăn rất là ngon. Rồi bây giờ mình cho thêm cái tôm khô vào ha. Tôm khô đã ngâm vào. Ha, tôm khô thì mình ngâm thì nó sẽ nhả bớt cái vị mặn đi. Nên các bạn đừng lo là tôm khô nó sẽ mặn ha. Rồi bây giờ xong rồi đó các bạn ha. Mình sẽ tắt lửa nè. Cho lên đây thêm một vài cái đầu hành lá nữa cho nó thơm. Đắp lên đây thêm một chút xíu tiêu. Đây ha, kho quẹt của chúng ta sau khi mà nấu xong rồi mình cho vào chén nè. Thơm mà ngon vô cùng luôn. Rồi lúc này các bạn sẽ cho cái phần tép mỡ ha lên trên cùng. Đó thì như vậy thì mình sẽ ăn được cái phần tép mỡ này nó giòn ngon ha các bạn ha. Thì đây là cách làm kho quẹt nhanh và đơn giản mà hôm nay mình giới thiệu với các bạn ha. Thì bây giờ chuẩn bị là mình đi luộc rau nữa là mình có thể ăn cơm được rồi nha. Rồi bây giờ để luộc rau thì cũng rất là đơn giản. Thì các bạn chuẩn bị cho mình một cái nồi nước ha. Nồi nước như thế này. Các bạn cho mình là một thìa cà phê muối.
Rồi mình cho vào đây là nửa thìa cà phê đường nha. Ha, khi mà luộc thì mình lấy một cái chảo hay là một cái nồi đó to ha các bạn ha, để cho nước nó sôi lên rồi mình thả rau vào. Cái nồi nước bây giờ bắt đầu nó sôi rồi thì bây giờ mình cho rau vào mình luộc ha. Mình luộc cái nào trước cũng được, bắp cải trước nè. Cái món khô quẹt này á, các bạn có thể là ăn với lại rau lang, rau muống luộc gì cũng ngon hết. Nói chung là nó thích hợp với những cái loại rau củ luộc, ăn với lại rau sống cũng được các bạn ha. Khi mà luộc rau á, thì mình nên cho vào một chút xíu đường, nó khoảng 1/2 thìa cà phê thôi được rồi. Tại vì khi mà mình luộc như thế này nè thì cái phần ngọt ở trong rau á, nó sẽ ra tan ra cái phần nước này, nên các bạn cho đường vào ha, để nó bù lại cái lượng cái chất ngọt đó. Nó luộc rau thì nhiều người thì muốn ăn mà nó chín kỹ, nhiều người thì ăn kiểu như nó vừa chín tới thôi, ăn nó có giòn giòn nó ngon ha. Rồi cái bắp cải chín rồi nè, thì bây giờ mình sẽ vớt ra ha. Vớt ra các bạn cho nó vào trong cái thau này, không cần là phải ngâm nước đá hay là nước lạnh ha các bạn ha, chỉ cần các bạn tách nó ra khỏi cái phần nước đang sôi như thế này nè thì nó sẽ vẫn giữ được cái màu xanh của rau. Rồi ok ha, bây giờ mình sẽ cho cái phần bầu vào mình luộc. Cái bầu sau khi mà luộc chín rồi mình cũng vớt ra luôn ha các bạn ha, mình cho nó vào cái thau này. À, đậu bắp sau khi mà luộc chín rồi thì mình cũng vớt ra ha các bạn ha. Ok, bây giờ chuẩn bị là dọn cơm ăn thôi. Đó thì đây chính là cái chén khô quẹt và đây chính là rau luộc. Thì đây là một cái món ăn mà mình nghĩ rằng khi mà mình ngán thịt cá thì các bạn có thể là thay đổi ha, mình làm cái món khô quẹt này mình ăn. Mặc dù là mình biết là ăn cái đồ mỡ này nhiều thường xuyên thì nó không có tốt, nhưng mà lâu lâu á mình ăn thịt cá nhiều mình ngán thì mình đổi món qua món này nha các bạn nha. Ha, và có lưu ý là cái phần tép mỡ này các bạn muốn ăn cho nó ngon á thì khi mà mình chiên xong rồi mình vớt ra ha, thì tép mỡ ăn nó sẽ vẫn còn giòn ha các bạn ha. Đó, chén khô quẹt nè. Cái cách làm của mình có thể nó sẽ hơi khác cách làm của các bạn ha, các bạn hãy làm thử đi. Nếu mà các bạn thấy ngon thì các bạn đừng quên bấm like và bấm đăng ký channel nha, để ủng hộ mình ra những cái video clip mới hơn ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.